Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mua ạc Roblox và cài thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Ây dô, hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình Phong Cần TV. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau rẽ xình Minecraft bình UK vô video, khỏi nói nhiều. Rồi, chúng ta cùng nhau bắt đầu với video đầu tiên nè. Ok, một người đang câu cá, một người bị một con Enderman đuổi theo. Ồ, thông minh. Thông minh, rất thông minh. Nhảy xuống dưới nước là Enderman sẽ không đuổi theo được. Rất thông minh, ok. Được, để xem con Enderman này sẽ làm gì. Đúng thật là Minecraft tại Bình Dương. Con Enderman biết bay, biết bơi luôn. Ghê, ghê. Enderman sợ nước. Không nhất. Ngờ luôn, không ngờ tới luôn. Enderman sợ nước nhất mọi giờ, nó xuống bơi các bạn ơi, trời trời. Nó nhảy xuống nó bơi luôn, hơi bị đỉnh, khác hơi bị đỉnh. Không chứ xuống bơi không? Quá là đỉnh luôn, trời tôi không ngờ đến cái pha này luôn á các bạn ạ. Đâu ngờ đâu. Con Enderman nó nhảy xuống nó bơi theo luôn. Đố mày thoát được. Trời ơi, quá là đỉnh. Ôi. Mày nhìn cái tướng nó bơi thì buồn cười thật sự luôn á. Đây. Đúng là Minecraft Bình Dương. Rồi, tiếp theo là một con heo. Tôi hơi bị thích con heo trong Minecraft luôn. Ủa? Gì vậy? Thì đơn giản là cầm con heo lên thôi, có gì đâu. Sao? Cái gì vậy? Oh my god. Một củ cà rốt to giữa trời. What the hell? Củ cá chắc bà Camui sẽ rất thích. Bởi vì là củ cà rốt to thế này, Camui sẽ rất thích. Yeah. Ok. Nói chung là bắt con heo này ra, sau đó là cho nó ăn một cái củ cà rốt rất là to. Và bắt đầu là con heo chạy rất nhanh. Wow, quá là đỉnh. Chạy nó lăn kìa. Thì nó ăn nhiều quá, nó đi không nổi thì nó phải lăn thôi. Trời ơi, có gì đâu, bình thường mà. Con này con gì vậy? Ơ, nhưng mà tôi cứ tưởng nha là sau khi cho nó ăn cái củ cà rốt to thì cà to này con heo nó phải bự ra chứ. Đúng rồi, theo vật lý là ăn xong bự nó phải bự như vậy chứ. Trời ơi, tôi không nghĩ là con heo nó sẽ gọi là chạy nhanh như vậy đâu. Tôi không nghĩ, cái này cũng không ngờ đến. Ok, tiếp. Đó, chung là con heo nó ăn vô xong nó sẽ no quá, nó chạy không nổi, nó sẽ lăn nha các bạn nha. À. Wow. Đỉnh. Thôi. Ok, tiếp. Lava. À, cưỡi heo bên dưới lava. Qua là chết. Ôi, bám tường luôn. Wow. Đỉnh. Trời ơi. Đây là không phải là Minecraft Bình Dương nữa, là Minecraft con heo ở Bình Dương. À, quá là đỉnh luôn. Con heo mà nó có thể chạy dưới lava và nó có thể bám tường như Spider-Man luôn. Quá con là đỉnh. Con này nó like dữ lắm nha, nó like quá trời like luôn á. Con này chắc là tụi thuộc dạng là siêu sức mạnh rồi, con heo bá đạo nhất rồi. Tụi con này đi đánh rồng tuyệt vời rồi. Bám tường. Rồi, tiếp tục. Đang ngồi câu. Con mực này chắc chắn có vấn đề. Con mực này sẽ có chuyện xảy ra đây. Ờ, đem cái yên tới hả? Để người con mực đúng không? Rồi sao đã cưỡi con mực à, bơi đi thôi chứ có gì đâu đúng không? Wow, bay luôn. Được, hay. Mực biết bay. Quá là hay luôn, mực biết bay. Mực quá à, tôi thích mực lắm luôn á. Ê bà hãy vô duyên không, đang coi reaction Minecraft các bà đi, bà thèm mực là sao? Đang đói bạn ơi. Tụi con mấy cái hồ cá kìa, bà lại bắt cá bà ăn đi. Ok. Chung là con mực bay lên cũng thấy bình thường, không có gì đặc biệt hết trơn á, vẫn chưa có gì đó Minecraft là Bình Dương lắm. Tôi thấy nó ngon. Câu cá ở dưới địa ngục mà đã sai nè. Không có. Anh niên này câu cái gì sai chứ vậy? Có gì? Câu con gát. Kéo à. Thấy khôn không? Kéo con gát là gần số nổ cái bùm. Thấy khôn không? Rồi tiếp. Chung là cái này sáng tạo này, sáng tạo hay chọc chỗ không? Đây là một con ong. Ủa? Ồ, cắt cái cánh của con ong. À, tôi thấy con heo. Tôi thấy con heo, tôi thấy bất ổn rồi. Đoán chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ là sẽ lấy cái cánh đeo cho con heo. Heo sẽ bay lên. Tôi nghĩ là vậy. Ok, thử coi. Cái này con heo nó được làm thánh thần thánh hóa vậy? Bởi vậy tôi thích con heo, đúng rồi. Con heo hơi bị xịn. Ok, đeo cánh cho con heo nè. Bay không? Bay luôn, ghê không? Bay chứ rồi. Ghê không? Hay quá ta. Đỉnh. Ồ. Con ong kìa, tôi đó. Bạn thấy là con ong nó đang nằm ở đây một góc. Thấy tội nghiệp quá các bạn kiểu, ơi. Kiểu nó muốn mỏi tiếng lòng không? Tại sao cắt cánh tôi? Tôi có mỏi cái cánh mà cũng cắt của tôi là sao vậy thôi. Nói chung á là con heo video mình thấy là con heo đầu tiên là nó biết xoay vòng tròn, biết lăn nè. Con heo biết bám tường, biết đi trên lava, bây giờ nó biết bay luôn. Rồi. Con heo quá đỉnh. Mốt có làm gì không biết nữa mà.
con heo quá đỉnh. Em mốt ăn thịt heo cháu kiếp như nó đi. Mới mốt mà tôi có nuôi heo á, tôi sẽ giấu sổ đỏ. Tôi sẽ không để con heo biết sổ đỏ tôi để ở đâu. Thôi thôi, nó sẽ lấy sổ đỏ tôi đi bán đi, nó mua cám heo. Bán sổ đỏ mua cám heo. Sao khôn vậy? Đó, chung là con heo là đỉnh, ok. Ồ, rồng. À, xuống đây là bắt rồng hả? Thôi, nghe bắt rồng. Ồ, 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 ồ. Ủa, sao ăn cái gì không ăn, ăn cái này vậy? Ồ, bà thấy chưa? Bà thấy tôi hay quay video chung với bà, tôi ăn đất á, thấy không? Đó, tôi ăn đất trong Minecraft, tôi bự lên rồi, trong đây có thiệt, thấy không? Ăn xong bự lên nè. Cái này á, là Dũng ông ngoài đời á, ông ngăn có nhiều mập á, chứ có gì đâu. Rồi okay, đó, à, à, ăn quá trời ăn luôn. Đồ, ủa, mà, đổ này, đổ mà, sát mà, à. Mà ăn cái này để làm gì ta? Ai ủa, con rồng bay tới kìa. Trời ơi, bự, bự. Làm trò gì vậy? Làm gì vậy? Ô! Wow! À, tích tụ năng lượng, tích tụ năng lượng là cái khối to. Wow, ăn ăn mấy cục đất sau đó phun vô người con rồng. Wow, đỉnh. Trời đỉnh ơi. Đỉnh đỉnh, hay hay hay. Ok. Ủa, hai người câu cá. Câu cá tiếp. Sẽ bắt con cá lên. Làm trò. Ủa, sao con gì nó phải lăn vòng tròn vậy ta? À, cái này nó có thể bơi được mà, tại sao nó phải lăn nha? Cưỡi con gì cho đỡ mệt, cưỡi con này mệt hơn á Phong, tôi là cưỡi cái nhức đầu luôn á. Ê. Rồi, theo nữa là skeleton. Ủa? Sao cái thế giới này cầm đồ dễ vậy Phong? Ê. Wow! Wow, hay ha, biết sao không? Wow, hay 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 hay. Tại vì á, thường á, mình nhân dụng mình muốn nó lớn lên là mình sẽ dùng một cục xương. Còn đây mình dùng nguyên cái người nó. À, nếu như bạn nào chơi Minecraft ấy, thì chắc chắn này cũng biết là cục xương ở trong Minecraft có thể làm cho mầm cây nó lớn nhanh hơn. Rồi, như là phân bón. Nhưng mà bây giờ là không dùng cục xương nữa mà dùng nguyên con người xương luôn, cho nên là nó bón củ cà rốt siêu to luôn. À, cái này chỉ cá mui được nè. Cá mui học cái này được á. Không, chỉ bón người cá mui cho cao á. Để cho cá mui trồng cà rốt. Đó. Wow! Ê, nó to khủng khiếp luôn á. Thôi. Củ cà rốt đúng to em luôn mày ơi. Ăn hết đó trời. Wow. Con gặt được luôn kìa. Ê, hình như cái củ cà rốt này, củ cà rốt này là củ cà rốt của con heo. Con heo này ăn nè. Đói chứ. À, không hề bình thường. Minecraft bình dương quá bạn à. Ok, nói chung là củ cà rốt này là củ cà rốt nãy cho con heo kia ăn đó. Để bữa nào mình áp dụng thử trong Minecraft coi. Ủa, ăn kìa. Trời ơi, ăn hồng đụng luôn các bạn. Ăn gì không? Ăn xong chết queo luôn. Ê, nó thực tế nha, ai ăn này xong chết luôn á mà. Tất nhiên là cái bao tử sao bự bằng củ cà rốt thì được. Không, ví dụ nha. Rồi, tiếp. Bánh kem nè. Rồi. Bây giờ ông... Đó là một step đi vô. Ủa, tôi mới thấy gì? Tôi mới thấy gì? Hình như tôi mới thấy gì? Ủa, tại sao không? Ủa, ngày xưa là người ăn bánh kem, bây giờ là bánh kem nó ăn người luôn. Wow, quá là đỉnh. Được, 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 được. Ê, nếu mà kiểu này là ai mà dám làm bánh kem nữa trời? Trời luôn á. Ok, ok. Ai dám làm sinh nhật nữa trời? Mà sao đây ta, từ từ. Bánh kem nó sẽ... Dữ à. Có cái đầu ở trong bánh kem. Eo. Ghê quá. Ok, tiếp theo. Đúng là Minecraft Bình Dương. Trời ơi, cái cấp bự kìa. Oh my god, cái cấp to vậy. Ui. Đào thế giới luôn. Wow. Mất thế giới luôn. Đào nguyên cái thế giới luôn. Mất thế giới luôn. Ui, cầm cầm thế giới trên tay. Wow, là cái đầu biến thành thế giới luôn. Đến. À, hay 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 hay. Vậy thì tôi mới hiểu á. Rồi tiếp theo. Quan sát. Ủa? Ủa dừng thời gian. Con creeper nó đang chuẩn bị nổ thì ông này ông cầm con creeper bên tay và sau đó là hiểu hiểu rồi, hiểu rồi. Rồi hiểu rồi đó. Hiểu đó. Bạn bè dễ sợ không? Bạn bè, bạn bè tốt, anh em tốt, anh em tốt. Hình ảnh không cần đăng cho anh Garon. Anh em tốt, anh em tốt. Được, được, được. Cái này hay, cái này hay được. Bữa nào áp dụng thử để cho anh Garon này ạ. Được, được, được. Canh. Ok. À, lại dùng cung bắn nhau à. Scream mùa à, đấy. Lại là anh em tốt đó. Ngầu. Ngầu. 10 điểm vậy, kiểu... 10 điểm, hơi bị ngầu nha, hơi bị ngầu nha. Đó, nghĩ, suy nghĩ sao vậy, nghĩ sao né vậy? Được là hơi bị ngầu rồi đó. Đúng rồi. Ok, đỉnh, 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 đỉnh. Nói chung là né được là hơi bị ngầu quá nha. Nè, xem lại tác không nghe không? Xịn nha. Cái gì vậy? Wow, không thể né được. Không thể, không thể nào trốn được. Số phận là bị số phận đăng xuất khỏi thế giới là đăng xuất, không thể nào trốn được. Cái này ông nội, cái này là ông nội, tôi nghĩ ông ra đúng không? Thật cái này không ngờ tới luôn các bạn. Trời ơi, né được, không ngờ tới luôn, né được là tưởng không sao rồi. Cái cung tên nè. Cung tên nó đứng dậy. Nó cầm kiếm luôn. Kêu
mày nghĩ mày thoát được sao? Wow, quá đỉnh luôn. Cung tên nó nói lên nổ lông á. Thôi cung tên. Cung tên này xịn à. Ờ. Ok, tiếp theo là đang xây một cái nhà. Ồ, chạy nhà trốn hả? Trốn gì vậy? Ồ, con này là con dê. Dê núi. Ồ, nó hút bay cái nhà luôn. Cái gì đó? What? À, ở trong Minecraft á bạn, là nó có con dê. Thì khi mấy bạn quýnh nó thì con dê sẽ đuổi theo và nó hút mấy bạn. Thì Thanh Niên này chọc con dê xong chui vô nhà núp, tưởng là trốn được rồi. Ai dè con dê nó hút bay cái nhà luôn. Wow. Không ai tính được đường đó bạn ơi. Không tính, không tính được cái đường này luôn các bạn. Xịn xịn xịn. Con dê nó xịn hơn cái nhà luôn ạ. Ê mà khoan từ. Oh! Bay cái nhà. Oh my god. Wow. Wow. Con dê này hơi bị xịn. Hay thật sự. Rồi tiếp theo thì là một thanh niên đang ngồi hái lúa và ủa thanh niên kia làm gì vậy? À bắt cóc dân làng, bắt cóc dân làng. À. Oh no rồi. Bắt cóc dân làng xong con người sắt buồn luôn. Con người sắt buồn luôn, giỏi rồi. Không buồn. Rồi nhưng mà tôi cá chắc là nó sẽ không có gì bình thường đâu. Tôi cá chắc con người sắt sẽ làm cái gì đó. Bà nghĩ sẽ làm cái gì? Tôi nghĩ nó biến thành con thuyền nó đi. Ờ ok. Tôi nghĩ là nó sẽ vươn dài cánh tay ra để nó bắt lại để mình xem coi nó sẽ làm gì nha. Mình sẽ xem coi. Ôi nó bơi. Wow. Nó bơi hơi bị nhanh luôn bạn. Wow. Vệ sĩ số 1, vệ sĩ số 1. Tôi wow. Nghĩ mà là mà tôi đi đâu tôi nên thuê người sắt thôi, tôi không cần ông đâu. Mày thấy là con người sắt gọi là lúc nào nó cũng bảo vệ cho dân làng á bạn. Và đây đúng thật là một vệ sĩ rất là chất lượng, phải không? Dù là đã đi xa rồi bơi với mà cố gắng bơi theo. Mà bơi kỳ lắm nha. Wow, quá là cầu luôn. Xịn xịn xịn. Này đúng thật là vệ sĩ siêu xịn đó bạn ạ. Ok. Bắn cung. Theo bắn cung nè. Làm gì đây? Bắn vô cái bia. Ông này đã bắn đúng không? Cũng không có chuyện xảy ra hết. Và sau đó thanh niên này hình như là mượn. Ui. Cái gì vậy? Con người bắn mũi tên. Bây giờ mũi tên nó chuyển qua nó bắn con người. Khó hiểu à. Đúng thiệt là Minecraft Bình Dương có những cái không ngờ tới. Bạn xem giống mình Minecraft các bạn thấy bất ngờ không? Bình Dương đang được Bình Dương reaction vàng. Đúng đặc, độc lạ luôn á. Đúng mới độc lạ luôn. Wow. Xịn xịn xịn. Ok tiếp theo. Lấy cái thuyền nè. Sau đó là chèo thuyền hả? Ờ tôi thấy con mực nghi nghi nha. Con mực sẽ làm gì đây? Con mực leo lên thuyền. Rồi đi luôn. Wow. Ui nhìn giống cái cano á. Wow. Wow. Nhanh nhanh. Bơi hơi bị nhanh nha. Ghê. Được được. Ghê ghê ghê. Ok tiếp theo. Một con dê. Ok sao đó thanh niên này đập con dê ra hả? Cửi lấy con dê hả? Con dơi. Con dê. Con dơi. Con dê. Con dê là con dê là con dê bà bè. À con dê là con trên núi á. Con dơi dơi. À con con dê. Ờ là con dê. Mình nếu bạn không biết thì mình không thể nào đọc được chữ con dê với con dê các bạn ạ. Nè. Ơi ơi. Ơi ơi. Dơ ơi dơ. Dơ dê. Sao là dơ ơi dê? Ơi. Ơ ơi ơi. Dơ dê con dê đúng không? Đúng con dê. Con dê. Ok rồi. Đọc lại đi. Con đây con gì? Ơi ơi dơ dê. Thôi cãi đi. Thôi cãi đi, đừng quan tâm nữa. Tôi không đọc được chữ con dê cãi đi. Rồi. Nói chung là con dê đang bay các bạn kìa. Ô! Ô! Đúng nhỏ luôn, đúng đen luôn, đúng đen luôn. Cái mưa. Rồi. Rồi xong nó cắn nguyên cái tay luôn. Ồ, nó đem đến lava, đừng nói nó bước xuống lava nha. Ủa, tôi tưởng nó sẽ bước xuống lava, ai vậy nó nhảy vô lava luôn. Ủa, làm gì vậy? Ủa, ủa làm gì chứ? Rồi mất cánh tay. Ủa, tôi tưởng là nó sẽ, nó, ủa, tính là nó chỉ cần bước xuống lava được, nó đâu cần phải nhảy xuống lava luôn đâu ta, con này thiệt. Rồi, tiếp theo. Trời nè, à, tôi biết cái trò này nhảy trên cao xuống, xong đặt nước xuống để không bị chết nè. À, đổ nước sẵn luôn, ok. Ủa sao con nước nó chạy rồi. Rồi thanh niên kia nhảy xuống là không thấy nước đâu nè. À nước nó chạy bạn. Tôi biết mà. Tôi biết mà thanh niên kia sẽ nhảy xuống không? Mà không chạm được nước. Trời ơi. Con bò sữa lấy bò, sữa bò. Lấy sữa con bò uống. Ok. À, đừng nói đem qua cho con gà uống nha. Hay lấy sữa gà hả? Ôi có sữa gà luôn hả? Ôi gà. Ghê. Rồi lấy cái trứng gà. Rồi làm bánh mì ăn.
Con gà à. Ủa khoan từ, là lấy sữa nè, sao nó đem cái sữa này qua lấy sữa con gà và con gà nó đẻ ra quả trứng, và sau đó lấy quả trứng nó đặt ra một con gà lai con bò. Hơi sai sai. Rồi tiếp theo thì chúng ta đang thấy là một con ếch ở trong Minecraft. Thanh niên này đã bắt con ếch và sau đó là bỏ con ếch vào một cái đe và sau đó enchant nó lên. Enchant. Wow. Sao ếch hàng hiệu nha. Ok, sau đó là ui nó ăn hết mày heo luôn. Wow. Ủa nó ăn người luôn. Ủa rồi sau đó con người ok. Ủa rồi sao khó hiểu vậy ta. Ủa bón cho người lớn lên. Rồi gì nữa. Và sau đó là thanh niên này chạy đến chỗ con người sắt. Mày có nói là ăn con người sắt luôn nha. Ồ cầm con người sắt trên tay nè, ăn luôn. Wow. Là ăn đồ ăn, ăn đồ. Ui, ăn. Là biến thành người sắt luôn. Wow, được rồi, hay hay. Sau đó ăn con ếch vô. Dân làng thấy vậy cầm rìu đuổi đến. Ăn dân làng luôn. Và sau đó biến thành dân làng. Wow. Ăn con gì biến thành con đó bạn ơi. Ăn con gì là biến thành con đó. Đúng là Minecraft Bình Dương. Ok. Sau đó là sẽ mua được một cái cổng địa ngục nè. Rồi là chuyện gì xảy ra nó đừng có nói là thanh niên này sẽ bắt cái con gì để ăn nữa nha. Ồ oh. Đang tìm đồ để ăn. À muốn giết rồng, cái này muốn đi giết rồng. Ồ oh, ok ok, cái này đang muốn đi giết rồng mấy bạn ạ. À. Ủa sao có Roblox trong đây nữa. Roblox trong đây vậy. Tức quá trời cười bạn. Lấy cái cây làm thành cái bàn chế tạo, lấy ra con thuyền. Speedrun phiên bản Bình Dương. À wow, chơi trò chơi chơi ác vậy bạn, dùng một cái thôi à. Wow, đỉnh 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 đỉnh, cái này hay, cái này hay, cái này hay. Hắc like rồi. Sống quá bạn. Wow. Sau đó là đi xuống dưới, chắc là tôi nghĩ là sẽ ăn con rồng, sau đó sẽ biến thành con rồng á, tôi nghĩ là như thế á. Ông này muốn ăn á. Xịn vậy. Nó bị hư cấu ấy. Wow, quá là VIP luôn. Oh my god. Rồi xuống dưới gặp con Creeper. Rồi ăn Creeper xong nổ hả? Cầm con Creeper lên bắn vô mấy con zombie. Wow. Đến đến đến. Ô oh, nổ hết zombie. Wow, đó. Quá xịn. Ôi con. Rồi skeleton xuất hiện. Wow, ngầu. Xịn ngầu nha, cái này ngầu nha. Wow, con sâu hơi bị to. Đây, được. Biến cho con ếch to lên để con ếch ăn con sâu. Wow. Đúng là Minecraft Bình Dương. Ô, ông này tính là mạnh nha. Này xịn nè, này đỉnh nè, này hơi nó hơi ảo xíu nhưng mà hay. Chơi Minecraft mà chơi chung với ông này là khỏi sợ gì luôn các bạn. Đúng rồi, sợ ông thôi chứ không sợ. Ơ, sao con ếch ăn hết rồi? Ủa. Ồ, giờ là đang ở trong bụng con ếch. Wow. Ủa, rồi xong bị lấy cái cửa rồi. What? Ác gì trời. Này thì lấy cái cổng của anh này. Ok. Vô. Đó chui vô bên trong. À, tôi nghi thanh niên này sẽ không cần đánh gì đâu, là thả miệng ra nuốt con rồng vô thôi là xong. Tôi nghĩ vậy á. Đặt bài lóc leo lên. Để cái giường này, lên. Làm cho nổ đó. À chắc là để. Sao đồng nó nằm ngủ? Ủa tôi nhớ đặt cái giường lên để cho nổ giường cho con rồng nó chết, mà tại sao lại con giường con rồng nó thấy cái giường xuống leo nó nằm ngủ luôn bạn. Gì kỳ vậy? Nó còn lật cái người nó còn ngủ á kìa. Sao nó ăn con ếch? Sao nó con Enderman to lên? Sao Minecraft này kỳ vậy ta? Con Enderman cầm con rồng lên. Và sau đó đổi bằng một block, lấy block đất để đổi con rồng. Sau đó thanh niên này nướng con rồng lên. Là xong. Wow, chiến thắng, giết được rồng rồi. Hay quá. Ủa gì vậy? Ủa. Ông kia lấy cái kia kìa. Con Enderman lấy cái cửa. Và đặt nước ra nè. Là Enderman sợ nước. À chắc là Ui cái xô to. Ui rồi. Lấy cổng của anh hả? Lấy cổng của anh hả? Rồi bây giờ là đi về được rồi đúng không? Giờ là đi về được rồi đúng không? Đây là tôi thấy là hơi bị ảo rồi đó. Wow, hay quá. Quá là hay luôn. Tôi sẽ đăng ký kênh này. Và vừa rồi mấy bạn đã xem được một video Minecraft phiên bản ở Bình Dương. Thì bạn thấy video này như thế nào thì nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Nói chung là cái cảm giác reaction những video như thế này lúc nào nó cũng đem đến sự bất ngờ đó các bạn ạ. Phải đem cái đầu lạnh không hiểu không? Để mình reaction. Chúng ta phải luôn reaction ở trong một cái tâm thế là không có nghĩ gì hết này hiểu không? Tại vì mọi thứ trong đây đều bất ngờ hết. Đó, cho nên các bạn chỉ cần
bỏ cái não đi để bạn có thể xem được video này gọi là bình thường đó. Ok, mới xem được cái này nha bạn, xem video này xong mất não luôn bạn ơi. Ok, và mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như anh em thích video này, đừng quên hãy để lại một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên lại qua bên kênh YouTube của Sammy đăng ký ủng hộ cho Sammy nữa nha các bạn nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại. Reaction Minecraft Bình Dương, người Bình Dương reaction. Are the king, hello team.